Bữa mà nay đi tập ngon lành nghe mọi người bảo ớt sao bà nay bạn ngồi. Mà cái lúc trước chị bị như sao? Trước thì đi lên đi xuống cầu thang nó dồn, đi lên cũng đau mà đi xuống cũng đau. Đi tập thể dục thì những cái động tác ngồi xuống là không ngồi được. Ví dụ như nào? Hả? Những cái động tác mà ngồi ấy hả? Không ngồi được. Là sự như là cái điều khí này nhá. Thì mọi khi chỉ như thế này thôi. Mà hôm qua mới đi có một bữa mà nay đi tập ngon lành nghe mọi người bảo ớ sao bà nay bạn ngồi đấy nên là đang thất thức tiên người nào thì bà rủ người nào cứ bảo là chị cứ đi thì nếu mà chị ấy được thì rủ chị em mới đi. Thế là nó cứ mọi người cứ là bà này sao chịu khó thế chỗ nào cũng đi mà cứ có bệnh này vái tứ phương thấy chỗ nào ngon lành thì phải đi. Hôm qua là chị đến trễ nha. Người ta làm xong gần hết rồi chị mới tới mà chị tự xoa xoa có tí ti ở cái cuối chương trình mọi người nhớ chị đến trễ thì la đấy cái việc này xong rồi đến lúc ngồi đến tận gần 12 giờ mới đi về đấy xong hết mới về. Mà hôm qua lúc mà xoa bóp xong rồi là đã ngồi được rồi, đã ngồi hẳn ngay tại chỗ mà. Và cái lúc đấy chị ngạc nhiên nhỉ, làm có tí chứ mấy. Anh có mấy thế xong rồi là bảo sao giờ lại ngồi được rồi không thấy đau này. Về nhà ông Thái không hiểu cái phim nào đó. Ông ấy thì ông cũng lắm đấy, ông ấy bị vai cuộc sống này nhiều mà ông không tin. Kể sao trẻ đã muốn trẻ hết. Bảo là ông đi lên đấy đàn ông người ta cũng chữa nhiều lắm. Lúc đầu cứ thấy có khi đàn ông không á, một hai người mà không qua. Ông ấy thì ông ấy trước ông còn bị cứ cúi lòng khom này không đi được này. Ông ấy xong rồi sau ông ấy cũng đi chữa nhiều lắm, uống thuốc bắc rồi thì đi quản lý trị liệu mãi cả tháng mấy tháng bây giờ hết. Mà mình thấy thì mình chứng kiến hiện tại vậy đó là mình thấy mình nói chứ mình về nói người ta không tin. Nhìn có mà một bầy mà nó cũng không có chịu nghe mà không nghe. Em nhìn ở trên mạng rồi em thấy quá hay nên em mới đi. Quá hay mà không có tiền. Trời nó lỡ dữ lắm. Chứ phải, nó hay mà nó tốn tiền nhiều thì cái nó vô hóa này thì nói chung là bác sĩ nói rồi là chỉ có bấm huyệt mới lại sao bóp thì nó mau máu nó vào được các cái thì nó mới khỏi nó cũng mà ở đâu mà chị vừa mới kể cái gì ông xã chê thì ông xã nói gì? Ông xã cũng bảo ôi giời ơi, bà đến đấy thì nó bắt bà mua cái này cái kia cho nó chứ còn ai người ta chịu không công cho bà. Bà mua gì được không? Không có mua gì tôi gì cứ phải đến tận nơi thì tôi mới tôi hả tới đây là tôi mua con nói ba mì thì không á, mua về à, con nói ba mì thì không mấy đứa con thì nó bảo thế mẹ cứ đi xem nào khỏi đỡ được thì tôi hướng dẫn giữ con đi thế bảo có khi người ta làm phép thuật cho mẹ phù phép bùa mẹ tự xoa người ta dạy mình tự chữa bệnh chứ có phải là người ta có chữa cho mình đâu, bảo người ta phù phép cho mình tự xoa đấy tự làm hết mà ở đây là không có chữa cho ai hết đấy. Mọi người tới đây phiền lòng thì cũng phải em cũng phải nói mọi người thông cảm vì là muốn là cho tất cả chúng ta đều có khả năng tự chữa bệnh, tức là tự lo được trong cuộc đời mình, tự chăm sóc mình. Tại vì đâu có phải lúc nào chồng con mình cũng rảnh rang để giúp mình đâu. Nhiều khi mình một mình chết, mà cái cảm giác một mình nó sẽ rất là cô đơn, rất là buồn tủi. Chả để ý trên mình nhiều khi chỉ tự nằm mấy ngày trong phòng. Đấy, có ai hỏi đến không? Bận quá mà ở có hai ông bà nên mà. Đây. Nhà tao tướng mà chị công nhận không, tự túc là hạnh phúc không? Ừ. Đúng không chị?
Rồi thôi, chúc mừng chị nhá. Hôm qua chị đến trễ này. Người ta làm sắp xong rồi chị mới tới. Cái kỹ thuật mà hướng dẫn mà gọi là sơ sơ xài xài mà một chút xíu thôi mà đã đạt kết quả như thế thì quá tuyệt vời. Lúc đấy là thấy chị tự đứng lên ngồi xuống rồi ngạc nhiên vô cùng luôn. Đấy. Quá ngạc nhiên. Tối qua chị trường đã thấy ngủ dễ ghê. Là ngủ tốt nữa. Mọi khi có ngủ được đâu. Mọi khi đến 12 giờ ngủ quên hết không có không nhớ gì. Vậy là cứ trường đá khí thế suốt đời thôi. Giờ đâu ông đá mà nó có tốn tiền nó không sợ. Không có tốn kém thế đấy. Hôm nay đi về đi thăm bà bạn cứ nhấp nhỏ sợ đến giờ mà chưa đi được rồi. Thăm nhưng mà nói hôm nay là đẹp, sợ rồi phải đến sớm à, đến lớp sớm hơn. Ừ, nay phải đi sớm. Thôi được rồi, chúc mừng chị. Tối nay cứ mới đi học không. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.